Này Kiều Thi Ca, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, vân vân, giáo hóa một hữu tình, trụ quả dự lưu thì phước đức có được, còn hơn giáo hóa các loại hữu tình trong thế giới ba lần ngàn như thế, khiến đều tu học 10 thiện nghiệp đạo. Vì sao? Kiều Thi Ca, vì các hữu tình tu hành 10 thiện nghiệp đạo chẳng thoát khỏi địa ngục bàng sanh quỷ thú, nhưng nếu các hữu tình trụ quả dự lưu thì được vĩnh viễn thoát khỏi ba đường ác. Cũng là giáo hóa kiến trụ quả nhất lai bất hoàn a la hán thì phước đức có được chẳng hơn kia sao? Hết quyển thứ 131.